Rồi, xin chào mọi người. Đây là vườn cây của ba mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một cái cây ở trong vườn của ba mình. Đây là trước mặt mình, đây là cái cây sắc máu. Quê mình thường gọi là cây sắc máu. Còn trên mạng thì có nhiều tên như là phát tài núi, phất dụ rồng hoặc là huyết rồng. Thì khoảng cách từ mình đứng tới cái cây là khoảng 8 mét, nên là nếu mà đi tới gần thì mình quay không có hết được cái cây. Cái thân của nó thì một người lớn thì ôm không có hết. Đây, cây đây thì ba mình đào từ trên trên núi. Đã có nhiều đội đến thử đào nhưng mà đào không có được, đến thì chỉ có bỏ cuộc đi về. Nên là ba mình lên thì thấy đẹp quá nên là quyết định đào. Công trình cái cây này mà đem được về tới nhà thì rất là quắc vẻ, qua nhiều giai đoạn. Lúc đào thì phải mướn nhiều mấy xúc với làm đường mới vận chuyển được cái cây này xuống. Đây là cái thân của nó nè mọi người. Cây này thì được đào về tới nhà là khoảng 1 năm rồi. Mình sẽ quay gần đến cho mọi người thấy cái gốc. Đây. Này bị ngược nắng rồi, chắc là hơi tối. Đây là gốc của nó. Nó to lắm. Chắc, nếu mình đoán thì chắc cây này hơn 100 năm rồi. Do là một cái cây bình thường như vậy thì khoảng tầm, nếu mà dưới 1,5 m thì nó phát triển chậm lắm, nhưng mà trên 1 m thì nó phát triển nhanh. Nhưng mà để có cái gốc như vậy thì gọi là lâu lắm. Đã có 7-8 đội thử đào nhưng mà lên chỉ có nhìn rồi đi xuống nhưng không có đào được. Thứ nhất là do nó mọc ở cái địa hình hiểm trở, với lại là không có đường vận chuyển nên là không có đào được. Đây là cái tàn của nó. Thì video này mình chỉ muốn giới thiệu cái một cái cây trong cái vườn của ba mình để làm kỷ niệm, cũng như là để giới thiệu cái cây mà nó đẹp cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video chia sẻ cái cây này của ba mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người một ngày tốt lành.